Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 273. Ở cuối tập trước, sau khi nỏ mạnh hết đà, mới vừa rồi cử chỉ là hắn cố ý làm ra, mục đích chính là đem ta hai người kinh sợ không dám truy kích. Hắn càng là kinh sợ ta chờ, càng là không muốn làm ta hai người truy kích, liền càng tỏ vẻ. Hắn miệng cọp gan thỏ, hoặc là bản thân có thương tích thế trong người, cũng hoặc là trong thân thể hắn dư lại nguyên khí không nhiều lắm. Tầm tã dông tố bên trong, hai gã năm sao đấu thần ánh mắt híp lại, tế tư sở hữu chi tiết. Đuổi theo đi, chúng ta hai người không cho hắn chút nào cơ hội, lập tức liên thủ triển khai sở hữu nguyên khí, nhất định có thể đem người này bị thương nặng thậm chí diệt sát. Hai cái năm sao đấu thần thân hình bỗng nhiên vừa động, hóa thành lưỡng đạo cầu vồng thẳng đến Tiêu Viêm biến mất phương hướng bay nhanh mà đi, ở bọn họ phía sau 10 mét bốn sao đấu thần. Hiển nhiên cũng được đến này hai người truyền âm lúc sau, sôi nổi nghi muộn một chút, nhưng trong mắt cũng là lộ ra lãnh lệ, gào thét dàn đi theo ở này phía sau, nhằm phía càng cường dông tố bên trong. Mọi người truy kích là lúc, Tiêu Viêm tại đây lôi hải bên trong bay nhanh, bàng bạc nước mưa càng lúc càng đại, xa xa đó là xem tới được. Ngập trời gió lốc lôi cuốn nước biển liên tiếp không trung, hơn nữa, như vậy gió lốc không ngừng một cái, nơi nhìn đến, chừng thượng trăm. Nơi này nước mưa bởi vì gió lốc mạnh mẽ vô cùng sức gió, lệnh đến nước mưa cũng tràn ngập uy lực, cũng như bén nhọn dao nhỏ giống nhau. Có thể dễ dàng cắt ra thân thể, bất quá đối với có được 2000 phương lôi hải thả thái cổ thần lôi thể đại thành Tiêu Viêm tới nói, tự nhiên là vô đau không ngứa. Lôi Cơ cũng là xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, không sai, Lôi Cơ lại thay quần áo, thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu lam nhạt bên người nội giáp, dáng người tân trang cực kỳ tinh diệu. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vì này cứng lại, đánh giá Lôi Cơ, ánh mắt không khỏi bị kia chân dài hấp dẫn. Lại trường lại bạch lại tế, tới sờ sờ. Lôi Cơ nhìn Tiêu Viêm, nhoẻn miệng cười, Tiêu Viêm tức khắc xấu hổ ho khan hai tiếng. Chỉ là tò mò đâu ra nhiều như vậy quần áo. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, nói: "Ngươi mặc quần áo phong cách cũng không tồi, ta cũng làm một cái nữ khoản." Nói, Lôi Cơ thân hình run lên, Tiêu Viêm cũng không phải cố ý đi xem, bất quá trùng hợp, nên thấy toàn thấy, không nên xem cũng thấy. Tiếp theo nháy mắt, Lôi Cơ đó là thay một thân màu đen trường bào, chẳng qua tề đùi căn chỗ, thon dài trắng nõn chân dài như cũ bại lộ bên ngoài, thoạt nhìn vẫn như cũ tràn ngập mị lực. Tiêu Viêm ánh mắt hoảng hốt. Không ngại nói rõ ràng một ít, dáng người đẹp vẫn là quần áo đẹp. Lôi Cơ cười, đôi mắt cong thành trăng non nhi. Tiêu Viêm cũng là bị vấn đề này hỏi sừng sốt, vội vàng phụ họa gật đầu, trả lời, đều đẹp, hắc hắc. Cái này trả lời có chút có lệ, tuy rằng đối với ngươi có chút dụ hoặc, nhưng xem ra tới ngươi tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, ngươi chẳng lẽ là có khác đam mê? Tỷ như không thích nữ nhân. Lôi Cơ tiếp tục trêu chọc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía Lôi Cơ, sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta có 7 cái thê tử, cho nên nói. Luận dáng người ngươi chỉ có thể nói không tồi, luận bộ dáng, ta 7 cái thê tử cập quá ngươi không ở số ít. Lôi Cơ nghe vậy tức khắc sửng sốt, đó là nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, mắt đẹp trở nên sắc bén rất nhiều. Đúng không, có cơ hội thật muốn coi một chút ngươi đám kia các thê tử, ta tôn năm đó chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, không ngờ tới chuyển thế lại là đa tình lãng tử. Lôi Cơ tiếp tục nói, ngôn ngữ bên trong có chút oán khí, Tiêu Viêm thấy rõ lực cực cường, tức khắc đó là cảm giác được một vài. Ta tôn cũng hảo tôn thượng cũng thế, ta có ta thế giới, vô luận ai chuyển thế, ta chính là ta. Tiêu Viêm trên mặt đã không có tươi cười, trở nên nghiêm túc không ít, thân phận vấn đề này đã làm Tiêu Viêm cảm giác được không khỏe. Nói xong lúc sau, Tiêu Viêm đó là không hề nhìn về phía Lôi Cơ, mà là tiếp tục đi phía trước, nhìn Tiêu Viêm bóng dáng Lôi Cơ hơi hơi một đốn. Hiển nhiên chính mình lời nói mới rồi ngữ có vẻ có chút lỗi thời, hơn nữa Lôi Cơ cũng hoàn toàn không biết được, Hồng Mông Tinh một trận chiến. Đã là trở thành Tiêu Viêm nghịch lân, bởi vì quay đầu lại đi xem, tựa hồ như thế nào đều là bởi vì chính mình thân phận mới đưa tới như thế tai họa bất ngờ. Xin lỗi. Lôi Cơ lập tức ý thức được chính mình không đúng, Tiêu Viêm không có nhiều lời, lại về phía trước mấy trăm trượng, Tiêu Viêm thân hình đó là dừng. Không có việc gì, nói thật, chân của ngươi đích xác thực mỹ. Lôi Cơ vốn tưởng rằng Tiêu Viêm sinh khí, nhưng Tiêu Viêm lại là sắc mặt bình đạm đối nàng khai một cái vui đùa, hóa giải này có chút đọng lại không khí. Chỉ tiếc hắn trước kia nhưng không có ngươi tốt như vậy ánh mắt. Lôi Cơ tự giễu cười, Tiêu Viêm trong mắt cũng là lực có thâm ý, xem ra Lôi Cơ hoặc là đơn phương yêu thầm tôn thượng, hoặc là hai người phát sinh quá cái gì. Địch nhân đến, Tiêu Viêm ánh mắt tức khắc ngưng trọng lên, nhìn về phía ở xa, dẫn đầu xuất hiện hai cái thân ảnh, ở bọn họ phía sau còn có 10 đạo thân ảnh. Nơi này lôi đình chi lực hẳn là cũng đủ diệt sát, bất quá bọn họ mệnh ta sẽ lưu lại, ta muốn tại đây tinh thượng thăng cấp. Tiêu Viêm trong mắt đã là lộ ra khát vọng, dừng lại ở tam tinh đấu thần trung kỳ đã rất dài một đoạn thời gian, hiện giờ gặp phải đối thủ càng ngày càng cường. Giờ phút này càng là xuất hiện năm sao đấu thần, tại đây tài nguyên khan hiếm địa phương, năm cái nguyên thạch vẫn là cực có dụ hoặc. Một khi có đồng xương như vậy lục tinh đấu thần tồn tại, mặc dù này vạn quân lôi đình chưa chắc có thể đem này chém giết. Cho nên tăng lên thực lực là hàng đầu, nhưng tài nguyên khan hiếm, Tiêu Viêm đó là có một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng,
chỉ là không biết hắn ý tưởng này hay không có thể thành. Hai gã năm sao đấu thần hóa thành cầu vồng, thấy Tiêu Viêm dừng lại, bọn họ hai người cũng là trong lòng giật mình. Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, màu đỏ trường thương hóa thành cánh tay khải bao trùm toàn bộ oanh thần cánh tay. Mấy vòng chiến đấu, oanh thần cánh tay đã có chút tích lũy, muốn sát hai cái năm sao đấu thần cũng không tính quá khó. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tại đây tinh thượng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đãi một năm thời gian, một năm lúc sau. Trừ bỏ này, Tây Bắc sao trời tới giết ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều, thần phạt liên minh người cũng sẽ lục tục đuổi tới, cho nên nắm chặt thời gian. Lôi Cơ ở Tiêu Viêm phía sau dặn dò hắn, nói xong lúc sau, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình đó là về phía trước vừa động. Các ngươi không phải tới giết ta sao, do dự cái gì? Tiêu Viêm nhìn nơi xa tốc độ thả chậm hai cái năm sao đấu thần, đó là chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm này vừa nói lời nói không quan trọng, khẩn trương chính là kia hai cái hướng tới Tiêu Viêm mà đến năm sao đấu thần. Đừng sợ, hắn định là ở cáo mượn oai hùng, chúng ta liên thủ, liền tính bất tử tất nhiên cũng có thể đem này bị thương nặng. Trong đó một cái đó là quát chói tai một tiếng, ủng hộ sĩ khí, không thể bị Tiêu Viêm cấp dọa đến. Hai người đều là gật đầu một cái, đó là hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đến, lưỡng đạo cầu vòng một tả một hữu, Tiêu Viêm thân hình cũng là trực tiếp tiến lên. Đầu tiên đối mặt bên trái, oanh thần cánh tay một quyền oanh ra, bên phải đó là vạn đạo xích ảnh, cùng lúc đó còn có lôi đình ầm ầm rơi xuống. Ở hai người muốn ra tay chống cự hết sức, Tiêu Viêm trong mắt quang thay phiên chuyển, như cây cối vòng tuổi giống nhau vòng sáng nhanh chóng lan tràn. Ba ngày giống nhau quang mang chỉ là chợt lóe, hai người thân hình đó là bỗng nhiên cứng lại. Tiêu Viêm công kích không có chút nào ngoài ý muốn dừng ở hai người trên người, thả nhất chí mạng đó là không trung rơi xuống sấm sét, không nói đến chết, nhưng lại làm hai người cũng là trọng thương đảo bắn. Tiêu Viêm cũng là ở vừa mới kia một cái chớp mắt, đem bất diệt chi hỏa đưa vào này hai cái năm sao đấu thần trong cơ thể. Lúc này ở xa tới rồi 10 tên 4 sao đấu thần, thấy như vậy một màn, nháy mắt đã bị đánh tan hai gã năm sao đấu thần. Quả thực sợ tới mức sắc mặt đại biến, đều là vội vàng dừng thân hình, không dám đi phía trước nửa phần. Nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, thân hình lóe lực mà ra, 10 cái 4 sao đấu thần đều không ngoại lệ. Toàn bộ trọng thương, nhưng cũng không đến chết, đều là nằm ở nước biển bên trong, bất diệt chi hỏa tiến vào bọn họ trong cơ thể. Hơn nữa Tôn Thái cùng với mặt sau hai gã năm sao đấu thần, cùng với này 10 tên 4 sao đấu thần dũng mãnh vào Tiêu Viêm nơi này, nguyên khí đó là bắt đầu càng ngày càng nhiều, không ngừng từ bọn họ trong cơ thể hấp thu nguyên khí, bất quá tốc độ cũng không mau. Tiêu Viêm muốn thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu tới thực hiện chính mình nguyên khí đột phá, như vậy nhân số còn xa xa không đủ. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đã bắt đầu mượn dùng không ngừng vọt tới nguyên khí bắt đầu tu luyện, nhưng nếu là muốn đột phá kia còn kém xa. Nửa nén hương lúc sau, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm một lần nữa mở mắt ra mắt, lúc này nhìn lên không trung, đó là nghe được điếc tai gào thét tiếng động, Tây Bắc sao trời phàm là có Truy Linh Châu, đều là hướng tới nơi này tới rồi. Bổn tính toán mượn nơi đây lập uy liền rời đi, thậm chí mở ra nơi đây cấm chế, làm nơi này bị phong ấn cấm chế trọng phạm thoát ly, lấy này hấp dẫn mọi người chú ý, ta có thể tránh đi truy kích. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt lẩm bẩm nói. Hiện tại đâu? Lôi Cơ nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nhu hòa. Hiện tại sao? Đơn giản không bằng làm những người này đều trở thành ta lô đỉnh, nếu bọn họ muốn đuổi giết ta, như vậy ta liền tương kế tự kế, chơi một mâm đại. Tiêu Viêm hai mắt lộ ra hàn quang, này tinh phía trên đã dày đặc lôi đỉnh, cơn lốc càng dữ dội hơn, vũ cũng lớn hơn nữa, thả còn có tràn ngập uy hiếp tính lôi đỉnh chi lực. Lôi Cơ hơi trầm mặc, sau đó nói: "Này tinh chỉ có một năm, thả như vậy hành động ta không thể không nói thực mạo hiểm, hơi có vô ý thậm chí sẽ ngã xuống tại đây. Bất quá có ta ở đây, ngươi tưởng chơi, ta đây liền bồi ngươi chơi." Lôi Cơ nói, Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Cơ, ở này mặt đẹp phía trên lộ ra phi thường ôn nhu tươi cười. Bất quá ta dò xét một chút, này tinh thượng trọng phạm thực lực không bằng ta, đã ở dài dòng 5 tháng chung. Bị lạc, linh hồn tiêu tán hơn phân nửa, cùng tử vong vô dị, nhưng này bất hủ lực lượng lại là ngưng tụ xuống dưới, nếu ngươi có thể để cho cấm chế buông lỏng, ta có thể kíp nổ này tinh. Lôi Cơ tiếp tục nói, trong ánh mắt đối với Tiêu Viêm tựa hồ trừ bỏ thiên vị chỉ có thiên vị. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Viêm hỏi. 5 thành trở lên, Lôi Cơ trả lời. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên hàn mang, hắn không có đang nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía giữa không trung lực tới mấy chục đạo cầu vồng. Thân hình vừa động, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đó là đã là lực ra. Đại lượng 4 sao đấu thần truy kích mà đến, 5 sao đấu thần cũng chừng 10 cái, Tiêu Viêm đầu tiên mục tiêu đó là này đó 4 sao đấu thần. Mượn dùng lôi đình chi lực không chút nào lao lực bị thương nặng hơn phân nửa, nguyên khí Tiêu Viêm tự nhiên không chút nào bù xỉn. Bởi vì bất diệt chi hỏa từ này đó bị Tiêu Viêm bị thương nặng người trên người không ngừng hấp thu, thế cho nên Tiêu Viêm nguyên khí cơ bản đại bộ phận đều là tràn ra trạng thái. Đến nỗi năm sao đấu thần, Tiêu Viêm đó là bằng vào bạch diễm lực lượng, cũng là từng cái đánh bại, không thể không nói Lôi Cơ một tia lôi đỉnh chi lực. Sở có được uy lực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, đương nhiên, tiền đề cũng là vì nơi này địa lý hoàn cảnh nhân tố, có thể cho lôi đỉnh chi lực không ngừng lớn mạnh tăng cường. 5 ngày lúc sau,
Tiêu Viêm như cũ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, như là ở hắn dưới thân mặt biển thượng đã có thượng trăm đạo thân ảnh phiêu phù ở mặt nước, đều là trọng thương, một khi thức tỉnh cơ hồ lại là sấm sét rơi xuống, thức tỉnh giả bất tử thân thể cũng là tàn phế. Tiêu Viêm trong mắt không có thương hại, bọn họ đã là tham lam mà đến, như vậy trả giá sinh mệnh đại giới cũng là bọn họ sở tự tìm. Bất diệt chi hỏa từ này thượng trăm cái thân ảnh chung hấp thu nguyên khí dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể, sinh mệnh lực cũng là làm linh thụ áo giáp hoàn toàn khôi phục, thậm chí có được càng cường sinh mệnh lực. Mà Tiêu Viêm cũng ở chiến đấu bên trong vô thượng hạn thi triển nguyên khí, này hết thảy tựa hồ đến nơi đây, tự nhiên là nước chảy thành sông, Tiêu Viêm sao trời bắt đầu gia tăng. Muốn đột phá đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, như vậy sao trời hải liền phải đột phá đến 10 vạn sao trời, hiện giờ 7 vạn 5000 sao trời, còn kém 2 vạn năm. Bất quá Tiêu Viêm tại đây đoạn thời gian, từ phía trước 7 vạn 5000 sao trời đã là đi tới 8 vạn. Còn kém 2 vạn sao trời, Tiêu Viêm đó là có thể đi vào tam tinh đấu thần hậu kỳ, hơn nữa đặc thù nguyên khí hải. Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần hậu kỳ sau, có thể bộc phát ra tới nguyên khí có thể so với 20 vạn. Nói cách khác, Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần hậu kỳ, đó là có thể lấy nội tình đi chiến 4 sao đấu thần sơ kỳ. Đuổi giết đến tận đây người vẫn chưa như vậy kết thúc, Tiêu Viêm ẩn nấp tại đây tinh giữa, trợn mắt giết người, nhắm mắt tu luyện, đi vào này tinh thượng mọi người. Đều không ngoại lệ, đều là trọng thương trở thành mặt biển thượng một khối có được hô hấp xác chết trôi, mọi người nguyên khí đều hướng tới Tiêu Viêm tụ tới. Một tháng lúc sau, mặt nước phía trên xuất hiện hơn 1000 cụ thân ảnh. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nếu 10 cái người không có cảm giác. Mà khi hơn 1000 nhân số thời điểm, như vậy nguyên khí đem lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tới Tiêu Viêm vọt tới. Như này thần phạt nơi nguyên khí quá mức loang lổ, 100% hấp thu, nhưng trên thực tế chân chính trở thành Tiêu Viêm lực lượng chỉ có không đến 10%. Tiêu Viêm nghiêm khắc khống chế, tăng lên cứ việc quan trọng, nhưng cũng không thể một mặt cái gì đều mặc kệ tăng lên. Tăng lên đồng thời muốn bảo đảm chất lượng, nhưng như vậy tốc độ, nửa năm thời gian Tiêu Viêm đó là có cũng đủ tin tưởng đột phá đến tam tinh đấu thần hậu kỳ. Ta lấy lôi đình chi lực làm ra một cái dị thứ trùng động, nếu phát sinh bất luận cái gì bất chắc, chúng ta có thể thông qua cái này trùng động rời đi, bất quá. Này trùng động hướng đi ta vô pháp khống chế, làm như vậy là bảo hiểm khởi kiến. Lôi cơ cũng tại đây đoạn thời gian, làm một ít đường lui. Bất quá như vậy tu luyện rằng co 2 tháng, này tinh thượng đã đi tới 2000 hơn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương, Tiêu Viêm tu luyện tốc độ cũng là theo nhân số gia tăng càng lúc càng nhanh. Tinh hải trong vòng, sao trời số lượng đã đi vào 9 vạn, khoảng cách tam tinh đấu thần hậu kỳ chỉ kém 1 vạn. Cái này tốc độ so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn mau, bất diệt chi hỏa chiếm cứ tuyệt đối công lao. Bất quá Tiêu Viêm thực mau phát hiện, bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí đồng thời cũng sẽ châm tấn bọn họ sinh mệnh. 2000 hơn người hiện giờ tử vong quá 500, nói cách khác, Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên có đại lượng người chết đi. Những người này cho đến trọng thương, bọn họ đại bộ phận trên mặt đều còn treo điên cuồng biểu tình. Đó là bọn họ từng cho rằng giết chết Tiêu Viêm là có thể đạt được 5 cái nguyên thạch, bọn họ mơ ước Tiêu Viêm, nhưng đồng thời Tiêu Viêm cũng mơ ước bọn họ. Ai là thợ săn ai lại là con mồi, tu luyện một đường, sát tâm đều có tham niệm dựng lên, muốn sống liền phải tàn nhẫn. Ít nhất tại đây thần phạt nơi đó là như thế. Lặp lại như thế, cho đến tới 2 gã thể tu 5 sao đấu thần, hơn nữa là 5 sao đấu thần hậu kỳ, tiến vào nơi này lúc sau, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm đó là nhíu mày. Bàng bạc nguyên khí khuếch tán quét ngang, trong thời gian ngắn liền đem Tiêu Viêm hơi thở tỏa định, hai người liên thủ triển khai nguyên khí, thả tựa hồ làm đủ chuẩn bị, là thật đánh thật muốn tiêu diệt sát Tiêu Viêm. Bốn phía lôi vân đều là chấn động, hướng về bát phương khuếch tán, lôi đỉnh oanh kích ở hai người trên người thời điểm, mặc dù không kịp né tránh, nhưng cũng đối hai người không có chiếu thành hủy diệt tính thương tổn. Bất quá bị tỏa định Tiêu Viêm, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Viêm hơi thở nháy mắt biến mất, bởi vì đi theo bọn họ tiến đến còn có một chúng, tiếp theo nháy mắt đó là truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, hai cái có điều chuẩn bị, nhưng cũng là thần sắc lập biến. Ở bọn họ phía sau mấy ngàn trượng ở ngoài, Tiêu Viêm năm ngón tay thành quyền, châm bất diệt chi hỏa. Trước mặt thân ảnh khuôn mặt vặn vẹo, trái tim chỗ càng là ao hãm, Tiêu Viêm thân hình lóe lược, lần thứ hai biến mất. Tiến đến nơi này người, cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, những người này loãng nguyên khí có vẻ châu chấu đá xe. Giải quyết xong rồi này đó lâu la, này hai gã thể tu 5 sao đấu thần nhưng thật ra kình địch, hai gã 5 sao đấu thần nghe được liên tục tiếng kêu thảm thiết, đó là khẩn trương lên. Người này hay là có đồng bạn, hắn như thế nào có thể làm được cách xa nhau ngàn trượng chém giết, liền tính thuấn di cũng vô pháp làm được. Hai gã 5 sao đấu thần cảm thấy thập phần hoảng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không biết được, nơi này dày đặc lôi hải thật giống như Tiêu Viêm thần kinh võng. Chỉ cần có lôi đình địa phương, Tiêu Viêm chỉ cần tâm thần vừa động, đó là có thể trực tiếp thao tác lôi đình tiến hành công kích. Phân công nhau hành động, bất quá chúng ta cách xa nhau không thể quá 1000 trượng, như thế chúng ta đều lẫn nhau có thời gian lẫn nhau chi viện. Có phải hay không có đồng lõa chúng ta triển khai nguyên khí là có thể trực tiếp phán đoán, nếu không phải đồng lõa chính là phân thân, điều tra rõ ràng sau nhanh chóng thông chi. Hai cái 5 sao đấu thần giao thiệp lúc sau, đó là một tả một hữu,
hướng tới hai cái bất đồng phát ra kêu thảm thiết phương hướng lao đi. Bởi vì trừ bỏ bọn họ, còn có những người khác lục tục cảm thấy bốn phía đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lệnh người nghe thập phần sởn tóc gáy. Mấy phút lúc sau, phía bên phải năm sao đấu thần thấy Huyền Lập Tiêu Viêm, hắn tức khắc thần kinh căng thẳng, nguyên khí ầm ầm bùng nổ, hình thành gió lốc quét ngang bốn phía. Đột nhiên một ngàn ngoài trượng, một cái khác năm sao đấu thần sở đi phương hướng, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hắn có đồng lõa, tốc tới. Này gầm nhẹ thanh truyền ra thời điểm, Tiêu Viêm nhìn trước mặt tên này năm sao đấu thần, bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Mặc dù hắn nguyên khí hướng tới Tiêu Viêm bao trùm mà đi, cảm nhận được Tiêu Viêm tam tinh đấu thần thực lực thời điểm, hắn nao nao, hình như có không tin. Tam tinh đấu thần, xem ra ngươi cũng là dựa vào người khác chi lực thôi, nhưng hiện giờ ta đồng bọn bám trụ ngươi đồng bọn. Diệt sát một cái tam tinh đấu thần chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Năm sao đấu thần cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, hắn dáng người tinh tráng, phía trước kinh hoàng thần sắc dần dần bình tĩnh, bởi vì Tiêu Viêm trên người phát ra hơi thở thật là tam tinh đấu thần không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi giơ lên, rồi sau đó là giơ tay, liền tại đây một cái chớp mắt. Ngàn trượng ở ngoài một đạo sấm sét như xé rách phía chân trời, ầm ầm nện xuống, cùng lúc đó, đó là nghe được một đạo cực đoan thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tức khắc gian, Tiêu Viêm trước mặt năm sao đấu thần thần sắc biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn giơ tay Tiêu Viêm, phảng phất kia nói rơi xuống sấm sét giống như Tiêu Viêm khống chế giống nhau. Ngươi có thể khống lôi? Năm sao đấu thần đầy mặt kinh ngạc, Tiêu Viêm nhún vai, một bộ không tỏ ý kiến biểu tình. Năm sao đấu thần thân thể quanh mình đó là có hồ quang lập lòe, hắn tức khắc đột nhiên ngẩng đầu, đó là nhìn đến trên đỉnh đầu không biết khi nào có một đạo tục tầng lôi đỉnh đã ở ngưng tụ. Tên này năm sao đấu thần vội vàng muốn thi triển nguyên khí, nhưng Tiêu Viêm diệu băng nháy mắt đem này bao phủ khống chế, ngắn ngủn ngay lập tức. Tiêu Viêm mang theo bất diệt chi hỏa nắm tay cùng với khâu trung lôi đỉnh cùng tạp hướng tên này thể tu năm sao đấu thần. Một mồm to máu tươi phun ra, tên này năm sao đấu thần gần chỉ bị Tiêu Viêm diệu băng khống chế tam tức thời gian, nhưng thân thể lại ngạnh sinh sinh khiêng hạ Tiêu Viêm một quyền cùng một đạo sấm sét. Cái này địa phương lôi đỉnh có chút bạc nhược, đến đổi cái chỗ ngồi. Tiêu Viêm nhưng thật ra một bên một mình lẩm bẩm nói. Tên này năm sao đấu thần sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời không có chút nào muốn tái chiến đi xuống dục vọng, thân hình vừa động đó là muốn ly khai, đứng dậy liền phải rời đi. Bất quá Tiêu Viêm thân hình lóe lực mà ra, xuất hiện ở này đỉnh đầu phía trên, một tay kéo bát hoang huyền trọng xích, một tay nhéo năm màu hắc hỏa, ngậm tươi cười sau đó hoãn thanh nói, nếu tới, liền lưu lại đi. Theo sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai gã thể tu năm sao đấu thần Tiêu Viêm này tuyệt đối trong lĩnh vực, như cũ không phải này đối thủ. Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên sát phạt, bất quá Tiêu Viêm đều không có trực tiếp giết người, mà là toàn bộ biến thành Tiêu Viêm tu luyện lô đỉnh. Làm Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí trước sau tràn đầy, thế cho nên đi tới 95.000 sao trời. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn đem bảo hồ lô đem ra, chỉ thấy bảo hồ lô triển khai hấp lực, cong ngã xuống đến tận đây người đã mấy trăm nhiều. Thân thể tử vong sau linh hồn lâm vào hôn mê, này đó lâm vào hôn mê linh hồn đều bị bảo hồ lô cấp hấp thu. Tiêu Viêm nhìn trong tay bảo hồ lô, đó là có thể cảm giác được nó khôi phục không ít, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, điểm này linh hồn còn xa xa không đủ. Nguyên lai này bảo hồ lô cắn nuốt linh hồn là có thể khôi phục. Nếu có thể khôi phục đến 10 thành, thật không hiểu có thể phát huy ra kiểu gì lực lượng. Tiêu Viêm nhìn trong tay bảo hồ lô cũng là thất kinh, phía trước đó là có thể cùng Đồng Xương giằng co, miễn cưỡng chém giết Đồng Xương phân thân. Này chân chính lực lượng hẳn là năm sao đấu thần tả hữu, bất quá hiện giờ khôi phục 4 thành tả hữu, nếu là xuất kỳ bất ý cũng có thể làm lục tinh đấu thần có hại cũng nói không chừng. Tiêu Viêm thu hồi bảo hồ lô, tiếp tục hấp thu nguyên khí, cho đến mấy ngày sau, Tiêu Viêm sao trời trong nước sao trời tổng số rốt cuộc đi tới 10 vạn. Giờ khắc này, năng lượng gió lốc đó là lấy Tiêu Viêm vì trung tâm thổi quét mở ra. Tam tinh đấu thần hậu kỳ. Như vậy thời cơ Tiêu Viêm cũng không chịu dễ dàng buông tha, Tiêu Viêm còn ở tăng lên, thẳng đến tam tinh đấu thần đỉnh. Bất quá muốn đạt tới tam tinh đấu thần đỉnh còn lại là yêu cầu 15 vạn sao trời số lượng, muốn tăng lên 5 vạn, đây cũng là một cái cực đoan khổng lồ số lượng. Ở Tiêu Viêm tu luyện thời gian, phía trước bị Tiêu Viêm bị thương nặng một cái năm sao đấu thần thức tỉnh, đứng dậy đó là lướt trên cầu vồng, cực nhanh bỏ chạy. Lệ quỷ, kẻ điên, hắn không phải người. Bởi vì đương tên này năm sao đấu thần thức tỉnh kia một khắc, đó là thấy chính mình bên cạnh trên mặt nước, nổi lơ lửng rậm rạp thân ảnh, nếu là từ chỗ cao đi xuống xem. Mấy ngàn đạo thân ảnh đều là như hắn giống nhau trọng thương phiêu phù ở mặt nước, hơn nữa hắn còn có thể đủ cảm nhận được, chính mình sinh mệnh lực cùng nguyên khí thế nhưng đang ở bị cướp đoạt. Hắn điên rồi giống nhau, điên cuồng bỏ chạy, hắn đang lẩn trốn, nhưng còn có vô số không sợ chết tiếp tục chạy tới này tinh, tối tăm trên bầu trời còn có thể nghe được gào thét bay nhanh thanh âm. Mà lúc này, lại có mấy trăm đạo trưởng hồng, thực lực yếu nhất cũng là nhị tinh đấu thần, càng là có mấy chục nói năm sao đấu thần cường đại khí thế. Bọn họ hiển nhiên có thể là từ cùng cái hành tinh mà đến, hợp thành một cái chuyên môn săn giết Tiêu Viêm đội ngũ. Vì thần phạt liên minh ban thưởng, bọn họ có thể không tiếc hết thảy đại giới, đến nỗi những cái đó nhị tinh tam tinh đấu thần. Ở bọn họ xem ra tuy rằng có năm sao đấu thần tồn tại, bọn họ cơ hội xa vời, nhưng chuyến này nhân số đông đảo,
dù sao không có nguy hiểm, bị truy nã giả nhất định tử vong. Không có chút nào khả năng ở như thế khổng lồ bao vây tiễu trừ chung còn có thể mạng sống. Bọn họ nếu không có nguy hiểm, tự nhiên là đuổi theo, nói không chừng vận khí tốt đâu, cũng có thể phân cái nửa ly canh. Truy Linh Châu phản ứng cực kỳ mãnh liệt, liền ở kia gió bão. Ta nhớ rõ trước kia này tinh chỉ có phong cùng vũ, khi nào nhiều này bàng bạc lôi đình. Không ngại, lôi đình né tránh mở ra đó là, tạo không ra cái gì thực tế thương tổn, ta cảm nhận được này truy nã giả tồn tại, ha ha ai cũng đừng cùng lão phu đoạt, người này mệnh lão phu dự định. Rốt cuộc là ai đạt được ban thưởng kia còn chưa tất. Mấy trăm đạo trưởng hồng từ phía chân trời nhanh chóng rơi xuống, bộc phát ra rầm rầm âm bạo tiếng động, nghe được khâu trung truyền đến thân ảnh. Giờ phút này ở rông tố bên trong, cực nhanh bỏ chạy năm sao đấu thần trên mặt tức khắc lộ ra mừng như điên. Bất quá này vui sướng chi ý vừa mới hiện lên, hắn liền cảm giác chính mình tốc độ lập tức nhanh gấp đôi, chỉ là ở mau đứng lên đồng thời, hắn cảm thấy chính mình giống như phiêu lên. Ngay sau đó, hắn mới là phát hiện chính mình có chút không thích hợp, quay đầu lại đi nhìn lên, thấy được một khối vô đầu thi thể ở phun máu tươi. Chính mình bên cạnh không biết khi nào nhiều một bóng hình, mà chính mình còn lại là theo thân ảnh ở phi, tựa, bị xách theo. Kia đang ở phun huyết thi thể là của hắn, đầu của hắn ở phi, là bởi vì bị Tiêu Viêm xách theo. Tại đây năm sao đấu thần trước mắt đen nhánh trước một tức, hắn sinh mệnh cuối cùng hình ảnh là nhìn đến trên bầu trời có trăm đạo trưởng hồng phía sau tiếp trước tiến đến. Mà bên cạnh hắn cái này thân ảnh, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra quỷ dị cười. Như thế nào? Sẽ như vậy. Cho đến tử vong, hắn cũng không từng nghĩ thông suốt, chính mình trước nay ở đây, thậm chí đều không có chính diện giao thủ cơ hội, hắn đó là mơ hồ chết đi. Tới người chung, ngươi muốn đặc biệt chú ý một người, lấy ngươi hiện tại chiến lực, hơn nữa này lôi đỉnh, năm sao đấu thần ngươi nhưng vô địch. Nhưng tiền đề cũng muốn lôi đỉnh chi lực sung túc dưới tình huống, nếu gặp được đồng xương như vậy lục tinh đấu thần, chỉ nhưng miễn cưỡng một trận chiến, chưa chắc có thể địch. Tới người bên trong, hơn 10 người năm sao đấu thần, nhưng nguyên khí loãng không đáng sợ hãi, chỉ có một người. Nguyên khí uy áp cực kỳ mãnh liệt, hẳn là đã miễn cưỡng bước vào lục tinh đấu thần hàng ngũ, ngươi phải cẩn thận liền này một người. Lôi đỉnh vô pháp bị thương nặng với hắn, cái này thời cơ, hắn muốn mà sát ngươi dư giả, không thể bị nhốt trụ. Cũng không thể đánh trận địa chiến, chỉ có thể ẩn nấp bên trong đi giết người, nếu là bị bao vây tiễu trừ, ngươi không có đường sống. Lôi cơ thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm đứng lặng ở gió bão mưa to bên trong, đưa khai trong tay máu chảy đầm đìa đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời từng đạo bay nhanh mà đến cầu vồng, bình tĩnh hai mắt bên trong sát khí khuếch tán. Thần phạt liên minh cách xa, đối với nhị tinh thậm chí lục tinh đấu thần dụ hoặc đều phi thường đại, bởi vì ở tài nguyên thiếu thốn thần phạt nơi, đều cực kỳ khát vọng đạt được nguyên thạch, nhưng đối với lục tinh hướng lên trên, kẻ hèn mấy khối nguyên thạch đó là vô pháp đền bù đại lượng tiêu hao. Bất quá số lượng lại nhiều một ít nói, khả năng liền sẽ đưa tới càng cường tồn tại, cho nên đuổi giết đến nay, hẳn là lần này tới người này đó là mạnh nhất. Lôi cơ thanh âm tiếp tục truyền ra. Ý tứ, nếu là theo thời gian chuyển rời, ta còn không có bị bắt được, thần phạt liên minh sẽ đề cao treo giải thưởng. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ẩn nấp chính mình hơi thở, thân hình hướng lôi cơ nơi thối lui. Khả năng tính cực đại. Tiêu Viêm không có đang nói chuyện, hắn thân hình biến mất ở bão táp bên trong, sau một lát. Từng đạo cầu vồng đó là nhấc lên không trung vô tận sóng gợn, nhất nhất nhảy vào tràn đầy gió lốc cùng mưa to bên trong. Bởi vì tới đây người quá nhiều, khiến cho tầng mây chấn động, này đó thân ảnh đều là tay cầm Truy Linh Châu, đều là có thể cảm ứng được Tiêu Viêm nơi phương vị. Nhảy vào lúc sau, đó là ở tiếng gầm rú chung, từ bốn phương tám hướng hướng tới Tiêu Viêm nơi khu vực vọt tới. Tiêu Viêm giờ phút này ở nơi nào đó, hắn cũng là hóa thành một đạo cầu vồng, không có mục đích bay nhanh. Một tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một tay cầm cắt đi vừa mới tên kia năm sao đấu thần đầu màu đỏ trường thương. Sấm chớp mưa bão thương ở khâu trung vẫn luôn đi theo Tiêu Viêm, cả người đều tản ra một cổ lạnh lẽo chí. Một thân áo đen như cũ thon dài thân hình, trong tay cầm thoạt nhìn kém xa Bát Hoang Huyền Trọng Xích cùng một thanh huyết hồng trường thương. Ở kia mấy trăm đạo trường hồng nhảy vào này tinh thời điểm, Tiêu Viêm thân hình dừng lại. Giờ khắc này đó là có thể cảm giác được rõ ràng từng sợi hơi thở đem hắn tỏa định. Hắn ở nơi đó. Hắn thế nhưng bất động, hay là bị dọa choáng váng không thành. Muốn mượn dùng nơi này mưa gió làm yểm hộ nói, ý nghĩ như vậy không khỏi quá mức non nớt, đối ta chờ mà nói, nơi này cùng ngoại giới căn bản là không có gì khác biệt. Cầu vòng bay nhanh, đã có thể ở mấy trăm đạo trường hồng càng ngày càng gần thời điểm, đã đem Tiêu Viêm tỏa định một cái chớp mắt. Tiêu Viêm bỗng nhiên thân thể hóa thành ba đạo thân ảnh, sau đó hướng tới ba phương hướng lao đi. Phân thân thuật sao? Bất quá như vậy lại có tác dụng gì, đơn giản chỉ là ở kéo dài tử vong thời gian thôi, nơi này gần trăm người đuổi giết, hắn như thế nào thoát được đi. Vậy muốn nhìn ai vận khí tốt chút, có thể tìm được hắn chân thân. Mấy trăm cái đuổi giết giả, bị Tiêu Viêm dùng ảnh cực phân thân thuật chia làm tam sóng, hướng tới ba cái bất đồng phương hướng đuổi giết. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi không có chút nào thất bại cơ suất, thậm chí cơ hồ không có nguy hiểm trình độ săn thú. Hơn nữa, này săn thú phần thưởng lại là tương đương mê người. Ba đạo thân ảnh
chỉ có một đạo là thật, hơi thở cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực thêm vào hạ, căn bản vô pháp phân biệt. Cùng lúc đó, Lôi Cơ cũng tồn tại với Tiêu Viêm chân thân bên cạnh, Tiêu Viêm ở bay nhanh, mà nàng còn lại là thong thả cất bước, nhưng lại trước sau ở Tiêu Viêm bên cạnh. Ta dùng Lôi Đình chi lực nhưng làm hơi thở của ngươi ở 3 cái canh giờ nội biến mất ở Truy Linh Châu cảm ứng trong vòng, 3 cái canh giờ ngươi hoàn toàn có thể rời đi nơi đây. Lôi Cơ nhu hòa thanh âm truyền ra, cùng này khẩn trương không khí so sánh với Lôi Cơ bình tĩnh có chút không hợp nhau. Tuy rằng ta đã đột phá đến Tam Tinh Đấu Thần hậu kỳ, bất quá nếu là thoát đi, đuổi giết giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Duy nhất biện pháp chính là một trận chiến này, phải cho này đó đuổi giết giả một lần bị thương nặng, sát nổi danh thanh, huyết nhiễm này phiến sao trời. Chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ lúc sau còn muốn đuổi theo giết ta người, ít nhất tầm thường lâu la hắn liền không dám. Một trận chiến này cần thiết chiến, không thể lui, hơn nữa muốn sát giết oanh oanh liệt liệt, đem ta vây ở nơi đây, như vậy ta liền tại đây nơi đây nổi danh. Tiêu Viêm hóa thành tam cụ phân thân, nhưng hắn bản tôn phía sau như cũ có mấy chục đạo thân ảnh ở đuổi giết hắn. Bất quá theo Lôi Cơ đem Tiêu Viêm hơi thở ẩn nấp lúc sau, một cái Lôi Đình lập lòe lúc sau, Tiêu Viêm thân hình đó là đã là biến mất không thấy. Mười mấy đạo thân ảnh cũng tức khắc mất đi mục tiêu, sau đó đều là cho rằng bọn họ truy sai rồi. Khối này là Tiêu Viêm phân thân mà thôi, sau đó liền vội vàng thay đổi phương hướng, hướng tới một cái khác đuổi theo. Tiêu Viêm thân hình lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã khoảng cách nguyên bản nơi vạn trượng xa, mà trăm đạo thân ảnh muốn tại đây khổng lồ hành tinh thượng. Thả Truy Linh Châu đều không thể cấp ra chỉ dẫn thời điểm, cũng như biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Không biết qua bao lâu, một đạo cầu vồng gào thét tới gần, cầu vồng nội là một nữ tử dáng người làm rắn. Bộ dáng cũng là thập phần dữ tợn đáng sợ, thân thể ngoại càng là có cuồn cuộn xương đen. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được phía trước bão táp bên trong nhanh chóng tiến đến Tiêu Viêm, nàng hai mắt bên trong lộ ra mừng như điên. Người này là hắn. Này nữ tử trong lòng ngực Truy Linh Châu tản mát ra hồng mang, ở Lôi Cơ lực lượng che giấu hạ. Cứ việc có thể làm được làm Truy Linh Châu vô pháp tỏa định Tiêu Viêm, nhưng khoảng cách nếu thật sự thân cận quá, cũng là vô pháp hoàn toàn che đậy. Hắn thế nhưng không chạy, hơn nữa, hướng tới ta tới, ha ha, giết hắn ta liền có thể đạt được treo giải thưởng. Này nữ tử kinh hỉ bên trong giơ tay, bốn phía cuồn cuộn xương đen kích động, nguyên khí không có chút nào giữ lại. Xương đen hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, rít gào gian, hướng tới Tiêu Viêm mãnh pháp mà đi. Chịu chết đi. Là ngươi chết. Tiêu Viêm một tiếng quát lạnh, thân mình ở vốn có tốc độ thượng nháy mắt bạo tăng, trong phút chốc cả người trực tiếp va chạm ở màu đen mãnh hổ phía trên. Không có khả năng, một cái Tam Tinh Đấu Thần sao có thể có như vậy lực lượng. Nữ tử tức khắc hai trong mắt mãnh xúc, bởi vì ở nàng trước mắt, nàng sở biến ảo mà ra mãnh hổ lại là từ nội bộ trực tiếp hỏng mất. Không chờ nàng rời khỏi 10 trượng, nổ vang lại lần nữa truyền đến, Tiêu Viêm thân hình tốc độ cực nhanh. Xuất hiện tại đây nữ tử trước mặt thời điểm, ở nàng một tiếng bé nhọn kêu to chung, Tiêu Viêm từ này nữ tử bên cạnh chợt lóe mà qua. Chỉ thấy này nữ tử bụng xuất hiện một cái huyết động, như này cũng không sẽ lệnh này nữ tử trực tiếp tử vong. Tiêu Viêm trong tay màu đỏ trường thương nhanh chóng chém ra, này nữ tử tứ chi trực tiếp bị xẻo đi, tức khắc gian phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia truyền khắp bát phương, lộ ra thê thảm cùng khó có thể tin. Hắn cũng dám phản kích, bất quá hẳn là chết chỉ là một người Tam Tinh hoặc là bốn sao đấu thần mà thôi. Cái này truy nã giả tự nhiên có một ít thủ đoạn, người chết thực bình thường, bất quá nếu là bị ta gặp được, chết chính là hắn. Tê khiếu cơn lốc cùng mưa to bên trong, mấy trăm thân ảnh đều là không chút nào để ý, ngược lại là hướng tới truyền đến kêu thảm thiết phương hướng bay nhanh mà đi. Đặc biệt là bốn sao đấu thần trở lên thực lực, các thần sắc như thường, bọn họ tốc độ nhanh nhất, giờ phút này bay nhanh gian, từ bốn phương tám hướng tới gần. Nhưng đồng thời, cũng có người đánh lên lui chống lớn, bởi vì này bộ phận người bọn họ phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Có một bộ phận người bọn họ huyền đứng ở nào đó trên mặt nước không, nhưng cúi đầu vừa thấy thời điểm, lại xuất hiện làm bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Mấy ngàn thân hình đều là nằm ngã vào mặt nước phía trên, các trọng thương hôn mê, hơn nữa không ngừng có Lôi Đình rơi xuống, thế cho nên bọn họ không người có thể thức tỉnh lại đây. Này quỷ dị một màn đó là làm một ít Nhị Tinh Đấu Thần cùng Tam Tinh Đấu Thần đánh lên lui chống lớn, vô thanh vô tức chúng đó là lặng yên từ nơi này rời đi. Bởi vì bọn họ thấy như vậy một màn lúc sau, vô pháp tưởng tượng truy nã bên trong theo như lời Tiêu Viêm gần chỉ là một cái Tam Tinh Đấu Thần. Nhưng trước mắt bọn họ chỗ đã thấy là một cái Tam Tinh Đấu Thần bị thương nặng sở hữu, bao gồm năm sao đấu thần như vậy cường giả, đồng dạng trở thành như vậy kết cục. Bất quá những người này đều còn sống, nay có vẻ càng thêm quỷ dị lên. Nhưng một màn này chỉ có rất ít một bộ phận người chú ý tới, hơn nữa này khổng lồ hành tinh thượng vốn là rất khó phát hiện, nhưng mà phát hiện người đều từ bỏ truy kích, lựa chọn như vậy rời đi. Nhưng đại bộ phận người còn ở điên cuồng tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích, đều là cho rằng chính mình tất thắng, còn ở vì chính mình tham niệm mà đi trả giá chính mình sinh mệnh. Một lát sau, lại vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liên tục kêu thảm thiết từ bất đồng phương hướng truyền đến, thậm chí một nén nhang lúc sau. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí áp qua mưa to phong tiếng huýt gió, hơn nữa nặng nề tiếng sấm, có vẻ là càng thêm thê lương cùng quỷ dị.
Này từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, ẩn chứa linh hồn run rẩy cùng sợ hãi, càng có thật sâu hối hận chi ý, rốt cuộc làm này đó đuổi giết giả, một đám tâm thần xuất hiện chấn động. Hơn 30 nói kêu thảm thiết, hay là đã giết chết hơn 30 người. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng liền một nén nhang, sao có thể sẽ có hơn 30 người bị giết, hơn nữa người này thủ đoạn cực kỳ máu lạnh. Tuy rằng chưa chết, nhưng tứ chi đều bị chém tới, thả thân phụ bị thương nặng, tại đây thần phạt nơi muốn chữa khỏi cơ hồ không có khả năng. Như vậy cách làm thả là làm những người này ở trong thống khổ bị tra tấn mà chết, hơn nữa như vậy thủ đoạn xem ra tới, hắn muốn biểu đạt ý tứ, chính là ở kinh sợ ta chờ. Một nén nhang thời gian, nói cách khác sát những người này cơ hồ chỉ là ngay lập tức, một cái tam tinh đấu thần sao có thể ngay lập tức giết chết 4 sao đấu thần. Với lý không thông, chỉ có một khả năng, tình báo có lầm, người này không ngừng tam tinh đấu thần thực lực. Bất quá bị hắn giết nhiều nhất cũng chỉ là 4 sao đấu thần trung kỳ, hiển nhiên người này thực lực liền tính lại cao cũng cao không đến nào đi. Sau nửa canh giờ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền ra, cơn lốc mưa to bên trong, Tiêu Viêm tay cầm màu đỏ trường thương cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Vạn đạo xích ảnh gào thét mà xuống, màu đỏ trường thương cũng là đi phía trước tìm tòi, một cái xích long gào giống lao ra, công hướng về phía một người 4 sao đấu thần đỉnh. Này 4 sao đấu thần đỉnh nam tử sắc mặt tràn ngập khó có thể tin, bụng xuất hiện một cái huyết động, cả người khung xương toàn bộ vỡ vụn. Bất quá Tiêu Viêm như cũ làm hắn để lại một hơi, đương nhiên, cũng là vì 4 sao đấu thần nếu không ra sát chiêu, cũng là khó có thể dễ dàng diệt sát. Bị Tiêu Viêm bị thương nặng 4 sao đấu thần đỉnh đảo bắn vào nước biển bên trong, Tiêu Viêm theo sau thân hình vừa động, đó là lần thứ 2 biến mất. Ở Tiêu Viêm rời đi sau đó không lâu, đó là truyền đến phá phong tiếng động, có mười mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Thấy được bị thương nặng gần như hôn mê nam tử, một đám sắc mặt âm trầm, thả trong lòng càng thêm kinh hãi. 80 người, hắn tại đây một canh giờ, giết 80 người. Sở dĩ hắn không chạy, là đem chính mình trở thành thợ săn, đem ta chờ, coi như con mồi. Này mấy chục đạo thân ảnh trầm mặc một lát sau, một đám nhanh chóng tản ra, cùng lúc đó, theo một canh giờ giết chóc. Không khí trở nên đọng lại trầm trọng, phảng phất tại đây phong đều có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Không còn có người đi đối này đó bị giết bị thương nặng người, nói ra cái gì không tức lời nói. Những người này trên mặt tự tin cũng là đột nhiên biến mất, ở 80 người tử vong lúc sau, một đám trong lòng thần chấn động chung cũng là tâm sinh động diêu. 90 người, Tiêu Viêm một tịch hắc y, cũng như này cơn lốc mưa to bên trong tử thần giống nhau, thu hoạch này đó đối hắn sinh ra tham niệm người. Này chiến, ta muốn cho sở hữu đuổi giết giả biết được, muốn giết ta là muốn trả giá đại giới. Bão táp nội, lôi đình ở khâu trung quấy, chớp động mà xuống là lúc đó là có một đạo thân ảnh đảo bắn mà ra. Hồng quang hiện lên, tứ chi trực tiếp bị cắt bỏ, thủ pháp cực kỳ giỏi giang, liền mạch lưu loát lúc sau, thân ảnh hơi dừng lại. Tiêu Viêm Huyền đứng ở giữa không trung, sắc mặt có chút tái nhợt, đây là hắn diệt sát không biết đệ mấy cái năm sao đấu thần, Tiêu Viêm hai mắt chớp động. Trong cơ thể nguyên khí như cũ bồng bột, bởi vì này đó vẫn chưa trực tiếp giết chết người, như cũ thông qua bất diệt chi mùi lửa nguyên không ngừng còn tự cấp Tiêu Viêm cung cấp nguyên khí. Mà Tiêu Viêm đó là ở như vậy trạng thái hạ, không có chút nào giữ lại thi triển trong cơ thể nguyên khí. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn sao trời hải cũng bởi vì đại lượng sử dụng nguyên khí như cũ còn ở tăng trưởng. Bất quá Tiêu Viêm không có thời gian dừng lại tu luyện, hơn nữa lúc này mạnh mẽ đi tu luyện, ý nghĩa đã không lớn, mỗi một lần đột phá yêu cầu lắng đọng lại. Mạnh mẽ hấp thu chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đây là tu luyện, đều không phải là hướng trong ly đổ nước, trà mãn cũng sẽ giật. Muốn ở tiến thêm một bước, yêu cầu một hồi chiến đấu kịch liệt, yêu cầu sinh tử mài giũa. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt bên trong tản ra điểm điểm tinh quang. Theo sau Tiêu Viêm thân hình vừa động, lần thứ hai biến mất ở cơn lốc mưa to bên trong, hướng tới mục tiêu kế tiếp bay nhanh, ở Tiêu Viêm bàng bạc linh hồn chi lực càn quét dưới, không một che giấu. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Có loại chính diện một trận chiến, chỉ dám trốn trốn tránh tránh tại đây mưa gió bên trong đánh lén, chẳng lẽ cũng không dám ra tới một trận chiến sao? Ra tới, từng tiếng gầm nhẹ tại đây cơn lốc mưa to bên trong quanh quẩn, tử vong gần trăm người lúc sau, nay đàn truy nhập nơi này còn sống, đã có không ít tâm thần chấn động lựa chọn như vậy rời đi. Nhưng cơ hồ mỗi một cái muốn rời đi người, đều khó thoát vừa chết. Trên bầu trời lôi đình thật giống như một chương lưới lớn, chỉ nhưng tiến, không thể ra. Mà Tiêu Viêm còn lại là trở thành dấu ở này cơn lốc mưa to bên trong rắn độc, ở nhìn chằm chằm mỗi người, hơi có lơi lỏng, hắn liền sẽ ra tay giết người. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết làm nơi này tuyệt đại đa số nhân tâm trung đều tràn ngập sợ hãi, bởi vì đã tử vong quá nhiều, thậm chí năm sao đấu thần cũng đều không có tránh được, này càng làm cho nơi này mọi người, một đám đuổi giết Tiêu Viêm kiên định tâm tư xuất hiện dao động. Đã mau hai cái canh giờ, ta thế nhưng không có gặp được quá hắn một lần. Hắn chẳng những có thể ẩn nấp, hơn nữa tựa hồ ở cố tình tránh né ta. Cùng lúc đó, tại đây bão táp bên trong, một cái người mặc tím giáp lão giả, thân hình giỏi giang, thả trong mắt tản ra tinh quang. Mỗi một lần bán ra đều là trăm trượng, lấy như vậy tốc độ, theo đạo lý không có khả năng sờ không tới Tiêu Viêm nửa điểm thân ảnh. Duy nhất giải thích chính là đối phương ở cố tình tránh né, thả có thể rõ ràng biết hắn hướng đi, ngược lại, hắn lại không cách nào cảm giác đến hắn. Có ý tứ,
ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tránh né tới khi nào. Này lão giả, đúng là Lôi Cơ từng nhắc nhở quá Tiêu Viêm, đuổi giết giả chung duy nhất thực lực đi tới chuẩn lục tinh đấu thần tồn tại. Hắn cường đại, từ năm đó đồng xương trên người nhìn ra được, thả nguyên khí dư thừa trạng thái hạ, liền tính là chuẩn lục tinh đấu thần, này nguyên khí sao trời đều ít nhất ở 600 vạn trở lên. Cùng Tiêu Viêm song trọng tinh hải mới chỉ có 20 vạn sao trời hải so sánh với, hai người đã không thể dùng hồng câu tới hình dung. Tiêu Viêm sở dĩ có thể diệt sát năm sao đấu thần, thả bởi vì năm sao đấu thần sơ kỳ nhiều nhất 100 vạn, tại đây thần phạt nơi. Có thể có 1/3 nguyên khí đã là không tồi, chính yếu vẫn là có Lôi Cơ Lôi Đình làm trợ giúp, như thế mới có thể giải quyết năm sao đấu thần. Mà lục tinh đấu thần chính là đấu thần cái này đại cảnh giới bên trong một cái biến chất. Năm sao lúc sau mỗi một cái cảnh giới đột phá đã là đi tới vô pháp tưởng tượng trình độ, mỗi một lần đột phá sở cần sao trời số lượng là nguyên bản sao trời số lượng một nửa. Nói cách khác, năm sao đấu thần sơ kỳ 100 vạn sao trời hải muốn đột phá đến trung kỳ khi tắc yêu cầu 250 vạn, hậu kỳ còn lại là ít nhất 350 vạn thậm chí 400 vạn, bực này tăng lên, tại nơi đây, rất khó rất khó. Tiêu Viêm hiện giờ sao trời hải 10 vạn sao trời, nếu muốn đột phá, còn lại là yêu cầu đạt tới 15 vạn, cho nên tam tinh đấu thần còn nhiều một ít. Bởi vì yêu cầu sao trời số lượng còn chưa đủ khổng lồ, mà càng về sau, yêu cầu số lượng càng thêm không thể tưởng tượng. Càng về sau, một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch, có lẽ đều đem trở thành vô pháp vượt qua hồng câu. Tiêu Viêm liên tục giết chóc, này không phải hắn hiện tại muốn đi suy xét vấn đề, bất quá người này. Tiêu Viêm sớm hay muộn muốn cùng thứ nhất chiến, vô luận thắng thua, Tiêu Viêm trong lòng đã có quyết định, cần thiết một trận chiến. Nhảy vào nơi đây hơn 100 người hiện giờ đã bị giết rơi rớt tan tác, dư lại người đã sớm muốn thoát đi. Nhưng không trung bên trong lôi đình giống như bùa đòi mạng, làm bọn hắn đều là không dám dễ dàng nhúc nhích. Mà ở Tiêu Viêm giết chóc đồng thời, không trung phía trên lại truyền đến điếc tai tiếng gầm rú, hiển nhiên, lại có một đám đuổi giết Tiêu Viêm người chạy tới này tinh. Lúc này đây số lượng càng thêm khổng lồ, gần như 500 đạo trưởng hồng, năm sao đấu thần đó là có hơn 40 người. Tiếng xe gió truyền khắp toàn bộ hành tinh, 500 nhiều người buông xuống, làm này sóng biển càng dữ dội hơn, phong càng cường, vũ cũng lớn hơn nữa. Ha ha, cuối cùng tới kịp thời, này truy nã giả thế nhưng còn không có bị giết chết, này ban thưởng là của ta. Có cổ quái, có thể kiên trì đến bây giờ, người này tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản tam tinh đấu thần, bất quá vô luận nhiều cổ quái, bực này trận thế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 500 nhiều đạo trưởng hồng, gào thét bên trong, truyền ra từng đạo gào giống, không có nghi muộn trực tiếp nhảy vào hành tinh bên trong. Kịch liệt tiếng vang chấn động bát phương, làm nơi này hết thảy đều phảng phất cứng lại, hiển nhiên là 500 nhiều người cộng đồng uy áp hạ, lệnh đến này hành tinh thượng hết thảy đều đã xảy ra biến đổi lớn. Mà phía trước tại đây cơn lốc mưa to bên trong, bị Tiêu Viêm giết nhân tâm hoảng sợ dư lại không nhiều lắm thân ảnh. Giờ phút này một đám không hề bỏ chạy, mà là một đám ánh mắt chớp động, vội vàng thay đổi phương hướng, một lần nữa gia nhập đuổi giết giả hàng ngũ giữa. Lôi Cơ ẩn nấp hơi thở còn có một canh giờ, nếu lại tới một đám như vậy, ta liền sát cái thống khoái. Tiêu Viêm ánh mắt yên lặng, mí mắt hơi liễm, lại là có thể cảm giác được trong ánh mắt truyền đến vô tận sát ý. Nhân từ, com không, thế giới chưa từng có cái này từ. Tàn khốc mới triển lộ ra nhất chân thật thế giới. Sau một lát, từng đạo thê lương kêu thảm thiết xoay chuyển, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, phàm là gặp được Tiêu Viêm, tất cả đều khó thoát vừa chết, Tiêu Viêm không có lưu thủ. Hoặc là trực tiếp mạt sát, hoặc là trọng thương không tỉnh, Tiêu Viêm căn bản không có đi để ý tới những cái đó năm sao đấu thần, hắn mục tiêu tất cả đều là này đó 4 sao đấu thần. Thứ 120 cái. Thứ 150 cái. 200 cái. Trên bầu trời lôi đình điên cuồng rớt xuống, nhìn như hỗn độn, nhưng kỳ thật những người này dần dần phát hiện, chỉ cần tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương, tất có sấm sét rơi xuống. Không bao lâu, Tiêu Viêm thân hình lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, nơi xa có 3 đạo thân ảnh cực nhanh lực tới. Nguyên khí không hề giữ lại phóng thích mà ra, này 3 người, thình lình đều là 5 sao đấu thần. Đã có thể ở 3 người nguyên khí sở ngưng tụ đấu kỹ liền phải đối Tiêu Viêm tiến hành phong tỏa là lúc, Tiêu Viêm giơ tay. Không trung phía trên đó là có 3 đạo sấm sét, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ầm ầm rơi xuống. 3 người đều là cả kinh, vội vàng ngẩng đầu đi chống đỡ này lôi đình công kích. Nếu là tập trung lực lượng giải quyết một cái 5 sao đấu thần còn có thể làm được, nhưng là 3 cái, chỉ có thể làm được đến trễ, vô pháp bị thương nặng. 3 cái 5 sao đấu thần đối kháng lôi đình là lúc, Tiêu Viêm thân hình lóe lực mà ra, hai mắt sắc khí chợt lóe. Không đi để ý tới này 3 cái 5 sao đấu thần, mà là hướng tới một cái khác phương hướng bay nhanh mà đi. 220, 208, 250. Tiêu Viêm thủ đoạn nhanh chóng, mà sát tam tinh 4 sao đấu thần thời điểm không có chút nào do dự. Đại bộ phận đều là bị thương nặng, vẫn chưa lấy này tánh mạng, bởi vì Tiêu Viêm còn cần dựa bọn họ nguyên khí chống đỡ chiến đấu. Tiêu Viêm đã giết đỏ cả mắt rồi, trong tay trường thương cùng bát hoang huyền trọng xích cơ bản chưa từng dừng lại quá. Này thân hình cũng là thời khắc đều ở bay nhanh, góc áo nhỏ nước, bất quá này thủy là đỏ như máu. Một trận chiến này, ta muốn cho các ngươi biết được đuổi giết sở muốn trả giá đại giới.
một trận chiến này, ta tất thắng. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng gào giống, này thanh ở bão táp bên trong truyền đãng, cũng càng là tràn ngập hắn chiến ý, lệnh nơi đây mọi người toàn bộ cảm nhận được. Tối tăm không chung cùng với lôi đình lúc sáng lúc tối, ở Tiêu Viêm một tiếng gào giống hạ, những cái đó bị Tiêu Viêm bị thương nặng. Nguyên bản ngã vào nước biển bên trong thân ảnh, toàn bộ bay lên, 2000 nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, mà Tiêu Viêm còn lại là ở chính giữa nhất. Đơn giản không bằng lại điên một lần, ta muốn tại đây đánh sâu vào Tam Tinh Đấu Thần đỉnh. Tiêu Viêm làm tốt chuẩn bị, tâm thần vừa động, 2000 nhiều đạo thân ảnh sao trời trong nước, bất diệt chi hỏa nháy mắt khuếch tán. Tức khắc gian, 2000 nhiều đạo thân ảnh đều là đồng thời bộc phát ra kinh hãi thê lương kêu thảm thiết. Cảnh tượng như vậy, lệnh sở hữu nghe tiếng tới rồi người đều là nhìn đến, mỗi người trên mặt tức khắc gian đều lộ ra hoảng sợ. Lệ Nhân Tâm giơ phảng phất bị một bàn tay bỗng nhiên nhéo cảm giác, ngay cả hô hấp đều phảng phất đình chỉ. 2000 nhiều đạo thân ảnh hình thành một cái gió lốc, mà ở gió lốc bên trong, Tiêu Viêm đó là đứng lặng ở trong đó, mãnh liệt nguyên khí hướng tới Tiêu Viêm dũng đi. Này, nơi này thế nhưng năm sao đấu thần đều có mấy chục cái, người này rốt cuộc cái gì địa vị? Ồ lên tiếng động ở bão táp truyền ra, 4-500 người một đám nhìn từ 2000 hơn người hình thành gió lốc, không người còn dám nhúc nhích mảy may. Kẻ giết người, Tiêu Phong. Một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn thiên địa, đó là Tiêu Viêm thanh âm, hắn thanh âm khuếch tán bát phương, ở gió lốc trong vòng truyền ra, thả có một cổ nùng liệt đến mức tận cùng túc sát chí. Tiêu Phong, hắn kêu Tiêu Phong. Người này bị thần phạt liên minh truy nã, tên là Tiêu Phong. Hắn đang làm cái gì? Ta có thể cảm giác được, này 2000 nhiều người còn có hơi thở tồn tại, bọn họ không có chết. 2000 nhiều người đều không có chết kia thuyết minh không phải ngoài ý muốn, là hắn cố ý mà làm. Hắn đến tột cùng, muốn làm cái gì? Một màn này đưa tới đuổi giết Tiêu Viêm đến đây mọi người, bao gồm tím giáp lão giả, hắn ngẩng đầu nhìn không trung bên trong 2000 người sở hình thành gió lốc. Thần sắc lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, hắn phía trước tức giận nhưng hôm nay lại là tâm thần chấn động. Cơn lốc mưa to hạ, những cái đó tự xưng là vô địch năm sao đấu thần, một đám thần sắc âm trầm, bọn họ không để bụng đã chết nhiều ít tam tinh đấu thần hoặc là bốn sao. Nhưng bọn họ lại nhìn đến, tại đây gió lốc, như bọn họ giống nhau năm sao đấu thần lại có mấy chục người nhiều. Bởi vậy, hiện giờ bọn họ không thể không tiếp thu một sự thật. Bị thần phạt liên minh truy nã người này, rất mạnh, phi thường cường, mà tuyệt phi chỉ là tin tức thượng một cái tam tinh đấu thần. Liên tính rất mạnh lại như thế nào, hắn dù sao cũng là một người. Phía trước nhìn đến lôi cơ đã bị diệt sát, cho nên không người biết hiểu lôi cơ tồn tại, đến nỗi này tím giáp lão giả đồng dạng vô pháp biết được lôi cơ tồn tại. Đại gia đừng sợ, đã chiến đến như vậy nông nỗi, hắn đã là cùng đường bí lối, thần phạt liên minh khó được tuyên bố treo giải thưởng. Bỏ lỡ bực này cơ hội, không biết phải đợi nhiều ít vạn năm mới có thể xuất hiện. Tuy rằng giết người nhiều, nhưng tất nhiên là bị này ám toán, hiện giờ ta chờ mấy trăm người, năm sao đấu thần đông đảo, liền tính hắn lại cường, cũng khó địch mấy trăm người công kích đi. Chư vị nói không tồi, không bằng nghe ta một lời. Lúc này, tím giáp lão giả hoãn thanh mở miệng. Mọi người đều là nhìn về phía tím giáp lão giả, thấy được tím giáp lão giả mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn, một đám trong mắt tức khắc lộ ra kính sợ chi sắc. Tím cực chiến thần. Cái này tên húy vừa ra, tức khắc đó là khiến cho không nhỏ sao động. Đều là hướng tới tím giáp lão giả nhìn qua đi, mọi người ánh mắt phảng phất thấy được thần chỉ giống nhau, che giấu không được kinh ý. Đại gia yên tâm, hắn đích xác chỉ là một cái tam tinh đấu thần, chẳng qua có một ít thủ đoạn, diệt sát không phải việc khó. Các ngươi có thể lựa chọn quan chiến, nhưng cũng có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau diệt sát, có công giả nhưng luận công hành thưởng. Tím cực chiến thần nhìn về phía mọi người, vung tay áo trầm giọng nói. Nghe được tím cực chiến thần lời nói, người này đích xác chỉ là một cái tam tinh đấu thần sau. Nguyên bản có lùi bước chi ý năm sao đấu thần trong mắt đột nhiên liền có quang, tựa hồ không hề như vậy sợ hãi. Nguyện tham chiến giả, tùy ta sát. Tím cực chiến thần giơ tay, trong tay đó là xuất hiện một thanh trường thương, thon dài thân kiếm phiếm ngập trời mây tía, này trên người sở phát ra nguyên khí hải cũng là nồng đậm màu tím. Càng thêm lệnh người chấn động chính là, tím cực chiến thần nói chuyện chi gian, tản mát ra hắn sao trời hải, ngập trời màu tím sao trời, chừng 400 vạn. Bực này khổng lồ sao trời hải, chỉ sợ chỉ có thần phạt liên minh sứ giả mới vừa rồi có thể có được. Hiển nhiên này tím cực chiến thần cũng khống chế này thần phạt nơi chung số lượng không nhiều lắm tài nguyên. Năm khối nguyên thạch nói thật ta hứng thú không lớn, con chẳng qua giết ngươi, nhưng thật ra có thể giảm hình phạt, có thể sớm ngày rời đi này phá mà. Tím cực chiến thần lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn, chỉ cần tìm được rồi Tiêu Viêm hành tung, như vậy này chiến đã mất chỉ hoãn. Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời số lượng đang ở bạo tăng, bất quá vô luận Tiêu Viêm như thế nào gia tăng. Đối mặt ước chừng 400 vạn sao trời hải, bực này bằng bạc số lượng sao trời, đã là không hề có thể so tính. Tiêu Phong, ngươi không phải đối thủ của hắn, chênh lệch quá lớn, ta có thể ra tay giết hắn, nhưng nếu là như thế, trong vòng trăm năm ta vô pháp lần thứ hai ra tay, ngươi đến làm ra lựa chọn. Lôi cơ thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm đứng lặng với gió lốc bên trong, nhắm hai mắt, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hắn sao trời hải tản ra,
10 vạn sao trời, nhưng Tư Viêm song trọng sao trời hải lại là có thể tản mát ra 20 vạn uy áp. Nhưng như cũ vô pháp cùng tím cực chiến thần 400 vạn sao trời hải sở bằng được, chênh lệch rõ ràng, căn bản vô pháp đền bù. Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, hắn cảm nhận được nơi xa cường đại hơi thở, đích xác, đơn độc Tiêu Viêm đích xác vô pháp cùng hắn một trận chiến, nhưng Tiêu Viêm không phải một người, mà là còn có này hóa thành gió lốc 2000 đạo thân ảnh, bọn họ sở hữu nguyên khí thêm lên thời điểm, nhưng không ngừng này 400 vạn. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 273 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.